Chương 2157, chả trách xuống dốc. Thấy Diệp Mạc không thèm để ý, lại nghĩ Diệp Mạc có thể chạy thoát dưới tay đạo Nguyên Ma Thánh. Tiêu Học Phu cũng không nói nhiều, mấy người nói chuyện phía một lúc, ba người Tiêu Học Phu cáo từ rời đi. Thang Tiểu Du cũng rời đi sau đó, nơi Diệp Mạc đang ở xuất hiện một người đàn ông. Tóc dài màu xám, toàn thân mặc tiên bào màu xám, tới khuôn mặt cũng màu xám. Diệp Mạc dù là tu bị dục đạo, lai lịch người bình thường hắn có thể nhìn một chút. Còn người này Diệp Mạc không nhìn ra từ tộc gì tới, chỉ biết gã là tu bị đạo Nguyên. Hơn nữa thầm Nguyên thầm hậu, tuyệt đối không kém mà thánh bị hắn giết lúc trước. Thấy Diệp Mạc không nói gì, đạo Nguyên thanh đế màu xám ôm quyền. Hình hồng của Thương Lâu Hư Thị bái kiến Diệp Đàn Thánh. Hình hồng gọi Diệp Mạc là Đàn Thánh cũng không gọi tiền hữu, rõ ràng lòng gã trình độ luyện đan của Diệp Mạc mới đáng tôn kính. Còn tu bị dục đạo thanh đế trong hư thị đồng như kiến. Thương Lâu Hư Thị, Diệp Mạc nghi ngờ lặp lại, mới tới hư thị không hiểu hư thị, nhưng cái tên này nghe ra trong hư thị cũng không đơn giản. Hình hồng ăn ý, ăn nói có ý tứ, thấy Diệp Mạc nói vậy nghiêm mặt gật đầu. Đúng, Thương Lâu Hư Thị, Thương Lâu Hư Thị là một nơi giao dịch lớn nhất hư thị. Có thể nói hư thị có thương lâu trước mới có hư thị. Cách đây rất lâu, hư thị là một cái tinh không trôi nổi độc lập. Sau đó Thương Lâu Hư Thị xây dựng một cái tòa thương lâu đầu tiên nơi đây, cuối cùng phát triển thành hư thị. Diệp Mạc mới biết hóa ra hư thị hình thành thế vậy, hiểu ra Thương Lâu Hư Thị có ý nghĩa thế nào trong hư thị. Có lẽ trong hư thị, Thương Lâu Hư Thị mới là nơi thực lực lớn nhất. Diệp Mạc bái kiến Hình Hồng tiền hữu. Không biết tiền hữu tới quầy hàng tôi có chuyện gì. Diệp Mạc sau khi hắn khỏe trình độ luyện đan chắc chắn có người tìm, chứ đều không ngờ nhanh thế vậy. Hình Hồng thấy Diệp Mạc thẳng thắn không quanh co nói thẳng. Diệp Đan Thánh không ngờ là đàn thánh cao cấp chạm tới cửa đạo Nguyên Đàn Thánh, cho dù trong hư thị cũng là độc nhất vô nhị. Đàn thánh mạnh nhất của Thương Lâu Hư Thị chúng tôi chỉ là hóa đạo thánh đế. Diệp Đan Thánh có thể cùng trình độ đàn thánh trong hư thị chúng tôi, Thương Lâu Hư Thị là vô cùng ngưỡng mộ. Diệp Mạc lòng cười khởi, cùng một trình độ đừng có khoác lác, chắc rằng cho dù là đàn thánh trong Thương Lâu Hư Thị có thể luyện chế được hóa đạo thần đàn, tỷ lệ thành công là thấp tới đáng thương. Nói không cái kiểu làm ăn ngon thế này hư thị không làm sao. Hư thị cùng nắm là một số hóa đạo thần đàn dùng để đấu giá, sao là giống như hắn mở quầy hàng ven đường. Thế Diệp Mạc không trả lời, Hình Hồng biết chắc hẳn Diệp Mạc không coi hóa đạo đàn thánh của Thương Lâu Hư Thị ra gì. Thực tế là vậy, hóa đạo đàn thánh hư thị so với Diệp Đàn Thánh này kém hơn không một hai điểm. Diệp Đàn Thánh, với trình độ luyện đàn của anh sau này muốn đến đàn thánh cấp đạo đạo nguyên cũng không phải không có hy vọng, nhưng nếu tu bị anh không thể đạt đến đạo nguyên, muốn luyện chế giả đạo nguyên thần đàn có chút khó khăn. Hình Hồng biết đàn thánh trình độ luyện đàn như Diệp Mạc không lấy đồ thực tế, đừng mong động tới hắn. Diệp Mạc cười nhạt, Hình tiên hữu, con đường tu luyện phải từ từ, thứ này cơ bản không thể vội vàng. Tôi nghĩ chỉ cần tôi tốn chút thời gian, tương lai một ngày tôi là thăng cấp đạo nguyên. Vẻ mặt màu xám không thái độ của Hình Hồng cuối cùng lộ ra cảm xúc. Diệp đàn thánh nói vậy thì không sai, trong một nơi như hư thị này thực lực phi tồn, bất kỳ lúc nào cũng có người ra tay với anh. Chỉ cần thực lực bản thân tăng lên mới có năng lực nói chuyện. Tôi đến đây là muốn làm một vụ giao dịch với Diệp Đàn Thánh. Diệp Đàn Thánh luyện đàn cho Thương Lâu Hư Thị, Thương Lâu Hư Thị chúng tôi dành cho Diệp Đàn Thánh một cái suất tham gia tạo quả tháp. Hơn nữa hứa hẹn là hậu đài cho Diệp Đàn Thánh, ít nhất trong Hư Thị cũng không ai dám động đến Diệp Đàn Thánh. Đạo quả tháp, Diệp Bắc nghi ngờ hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe. Hình Hồng nhìn biểu lộ Diệp Mạc, biết Diệp Mạc làm con gà mờ trong gì này cái gì không biết, gã lạnh nhạt nói. Anh biết hư thị tại sao phồn vinh vậy sao? Đương nhiên là đại lăng của thánh đế giàu có các tộc tới đây giao dịch. Đây là nguyên nhân chủ yếu, còn một nguyên nhân nữa là đạo tháp. Trong hư không vô tận các giới có hỗn độn trì tháp, tên là đạo quả tháp. Hỗn độn trì tháp này 9 tầng, mỗi một tầng đều có một cái cây đạo quả. Tầng 5 có cây tử tiêu đạo quả. Anh là một đan thánh đương nhiên hiểu tác dụng tử tiêu đạo quả. Đây là đạo quả khiến cho dục đạo thánh đế lĩnh ngộ đạo vận, cảm ngộ hóa đạo chi cơ. Nếu nói tử tiêu đạo quả tầng 5 chưa hấp dẫn được người khác, thì kiền nguyên đạo quả tầng 7 tôi nghĩ bất cứ thánh đế dưới cấp đạo nguyên cũng không thể chối từ. Đây là đạo quả khiến cho người ta cảm ngộ đạo nguyên, đạo vận, thành tích đạo nguyên chi cơ. Lời của Hình Hồng khiến Diệp Mạc hít một hơi lạnh. Chẳng lẽ hư thị có nhiều thánh đế như vậy? Còn giữa các tộc có nhiều thánh đế như vậy chính là đạo quả tháp, cũng chính là hỗn độn trì tháp. Nếu một cái tháp như vậy thì thánh đế thăng cấp quả đơn giản hơn nhiều. Diệp Mạc lòng cũng biết rõ loại đạo quả thăng cấp không có phù hợp với hắn,
Đạo quán là hỗn độn đạo, dùng bản thân làm căn cơ, dùng hợp hỗn độn, chứng cho mình hỗn độn vô thượng đại đạo. Hắn có thể dùng đạo quả dung hợp thần thông, cảm ngộ đạo vận đại đạo, cũng không có đơn thuần là dùng đạo quả thăng cấp đại đạo. Đạo quả tháp này có quy định hạn chế không? Diệp Bạch trầm giọng hỏi. Nếu Hình Hồng nói chuyện về xuất đạo quả ra, chứng tỏ trong đạo quả tháp có quy định nghiêm khắc. Hình Hồng nghe Diệp Bạch hỏi về xuất đạo quả, lập tức biết Diệp Bạch chắc chắn, động lòng mỉm cười nói. Người vào đạo quả tháp tổng cộng là 999 người, người của thần bảng đều có thể tiến vô, trừ thần bảng còn 499 suất phân chia các tộc, Thương Lâu Hư Thị có 10 suất. Từ lúc Hình Hồng nói chuyện tới giờ, Diệp Mặc đương nhiên biết thực lực Thương Lâu Hư Thị chắc chắn số 1 trong Hư Thị, mà thực lực như vậy không ngờ chỉ có 10 suất, khiến Diệp Mặc kinh ngạc theo bản năng hỏi. Vậy nhân tộc có bao suất? Nhân tộc bây giờ không có suất nào. Hình Hồng lạnh nhạt nói, hắn muốn cho Diệp Mặc biết suất này quý giá thế nào. Diệp Mặc lòng trầm xuống, nhân tộc tuyệt đối là một trong đại tộc các tộc. Giờ không ngờ là không có suất nào, chẳng lẽ thánh đạo toàn giới đổ nát vậy sao? Nhiều năm như vậy không có ai đứng ra, khó trách nhân tộc tuột dốc như vậy. Trong Hư Thị gặp nhân tộc cực ít. Vì sao nhân tộc không có suất? Diệp Mặc hỏi lại. Hình Hồng dường như là muốn kết giao với Diệp Mặc, ngược lại khách khí giải thích. Năm đó thánh đạo giới nhân tộc bị tàn phá, Hỗn Nguyên Thánh Đế nhân tộc biến mất, không có quyền nói chuyện trong Hư Thị. Còn đạo tháp quả là lời thực lực phi tôn, không có thực lực đương nhiên không có suất tiến vào. Nhưng nhân tộc cũng không phải không có người nào. Trên thần bảng có hai nhân tộc, bọn họ chắc hẳn là có tư cách tiến vào đạo quả tháp. Làm sao trở thành người của thần bảng? Diệp Mặc lần này chậm ngâm. Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, Hình Hồng cho rằng Diệp Mặc muốn thông qua thần bảng có suất, vẻ nghiêm trọng nói. Người trên thần bảng là cao thủ đỉnh phong nhất, bước đầu tiên xếp hàng đầu, cho dù đối mặt với đạo Nguyên Thánh Đế cũng chưa chắc bị giết. Diệp Đan Thánh, tôi không phải coi thường anh, thực tế anh chỉ là hóa đạo đàn thánh, cũng đứng ở đỉnh phong thánh đế. Con đường anh đi khác với người khác, không cần phải dùng tu vị chứng minh bản thân. Hình Hồng nói một tràng, thế Diệp Mặc không đáp lời, đành trực tiếp nói. Người trên thần bảng bình thường là căn cứ vào hội thi đấu, mỗi lần trước khi đạo quả tháp mở mà chọn. Một số người muốn vào thần bảng lúc này là có thể lên đài khiêu chiến với cao thủ thần bảng. Nếu bình thường có người đánh bại cao thủ thần bảng thì sao? Diệp Mặc lại hỏi. Bảng thần bảng Hư Thị kia là tự động dùng tên người thắng thay thế, Hình Hồng trả lời. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Hình Hồng, hồi lâu tiếp nói. Hình tiên hữu, chẳng lẽ đạo quả tháp kia sắp mở? Hình Hồng vội nói, không, đạo quả tháp còn trăm năm nữa mới mở, chỉ nó xuất vào chúng tôi có thể cho anh. Diệp Mặc mỉm cười, vậy thì đợi khi nào đạo quả tháp mở chúng ta tiếp nói vụ giao dịch. Hình Hồng quĩnh lên. Diệp Đan Thánh, một khi đạo quả tháp mở, xuất vào càng căng thẳng hơn, tôi cũng không biết có thể lấy ra hay không. Hơn nữa trong đạo tháp quả dù là có nguy hiểm, nhưng Diệp Đan Thánh có thể đưa xuất của mình cho người khác, chỉ cần người khác lấy được đạo quả cho anh, anh luyện chế một cái lò đan dược đưa đối phương cũng như nhau. Không bội chuyện hơn trăm năm sau, ai có thể chắc. Đừng nói Diệp Mặc không định dùng đạo quả cao cấp hóa đạo, dù là định dùng đạo quả thăng cấp cũng không có dùng xuất vào của hơn 100 năm sau giao dịch. Thách Diệp Mặc thực không có hứng thú với xuất vào đạo quả tháp, Hình Hồng vội nói. Diệp Đan Thánh, cho dù anh không cần xuất vào đạo quả tháp, tiếp tục bày hàng trong này cũng không phải, cũng là phải có hậu đại vững chắc. Nếu không tôi chắc chắn ngày mai có người tới gây rối cho anh. Đừng nói người khác, dù là Vạn Đồng Đồng đó, Diệp Đan Thánh đối phó anh không dễ dàng. Hình Hồng biết Vạn Vòng Đồng Đồng sao rõ ràng là trước khi đến điều tra qua tình hình quầy hàng của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, điều này tôi tin chắc, cho nên tôi quyết định ngày mai tạm thời không bày hàng. Tôi không bày hàng, người nào đến gây rắc rối cho tôi cũng không có thể lý do. Lời Diệp Mặc ngược lại là sự thật. Hắn không ngờ lợi nhuận của ngày đầu tiên kinh khủng thế này. Cái kiểu lợi nhuận kinh khủng thế này, một khi hắn tiếp tục bày hàng chắc chắn có người gây rắc rối. Trong một nơi như Hư Thị, không có hậu đại bị người ta giết là cái chắc. Cho dù Hình Hồng không tới, Diệp Mặc cũng không có định bày hàng. Hình Hồng dừng lại, không ngờ Diệp Mặc là thực sự không tiếp tục bày hàng. Nếu Diệp Mặc rời Hư Thị, Thường Lầu Hư Thị của gã đi đâu tìm đàn thánh lợi hại như vậy? Khi chờ tới lúc vạn bất đắc dĩ, Hình Hồng cũng không muốn miễn cưỡng ép Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh là tông sư luyện đàn, có nghe qua Quang Minh Tầm chưa? Hình Hồng vì khuyên bảo Diệp Mặc gia nhập Thường Lầu Hư Thị, cuối cùng cũng lấy át chủ bài. Chương 2158, Quang Minh Tầm. Diệp Mặc lắc đầu tỏ vẻ chính mình chưa nghe qua. Hắn là đan thánh không ra, nhưng hắn không có sư phụ dạy bảo, tất cả bản lĩnh luyện đan, phương pháp luyện đan có rất nhiều là tự mình tìm tòi. Dù là một cái đan dược có cùng tên phương pháp luyện đan, hắn không chừng là không giống người khác.
Quang Minh Tâm quả thực từng nghe nói tới. Chưa từng nghe. Cái này không có lấy gì làm lạ, rất nhiều thứ hắn chưa biết chưa chắc là nhiều hơn một tiên đế thình bình thường. Không ngờ anh chưa nghe nói tới Quang Minh Tâm. Hình Hồng có chút không tin nhìn Diệp Mặc. Một cái hóa đạo đàn tánh công ngờ chưa nghe tới Quang Minh Tâm, điều này quả thực gã không dám tin. Xin chỉ giáo. Diệp Mặc biết rõ khuyết điểm khách khí ồn quyền. Hình Hồng chăm chăm nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới tin chắc Diệp Mặc thực không biết. Gã có cảm giác như là đánh vào không khí, dù vậy cậu cũng giải thích. Anh có thể luyện chế hóa đạo thần đan, rõ ràng có thiên hỏa cao cấp. Mùi lửa này cho dù đến thần diễm đỉnh phong cao nhất cũng đã đến thần diễm rồi phải không? Đúng vậy, tôi có một mùi lửa như vậy. Diệp Mặc ngược lại không giấu diếm. Hắn luyện chế hóa đạo thần đan có mùi lửa cao cấp, ai cũng đoán ra chuyện như vậy không cần xấu. Vậy thì anh chắc chắn biết đẳng cấp cao nhất mùi lửa là gì? Hình Hồng lại hỏi, nếu Diệp Mặc cái này cũng không biết, vậy gã thực sự bị Diệp Mặc đánh bại. Diệp Mặc gật đầu, tôi chỉ biết trong tiền giới mùi lửa thăng cấp đến thần diễm chính là đẳng cấp cao nhất. Nhưng theo tôi đoán thần diễm chắc hẳn chưa phải hình thức cao nhất. Hình Hồng thở dài nhìn Diệp Mặc, thật không thể tin anh có thể luyện đàn như thế này, càng không biết bản lĩnh luyện đàn của anh từ đâu mà có. Cái này không phải suy đoán, tôi nói cho anh biết, cơ bản nào mùi lửa có thể thăng cấp lên thần diễm cũng là đỉnh phong. Nhưng mà thần diễm thực sự chưa phải mùi lửa đẳng cấp cao nhất. Mùi lửa đẳng cấp cao nhất là thánh diễm. Diệp Mặc ngẫm nghĩ, quả nhiên tiểu thanh không thể nào hỏa hợp thí đạo. Hắn là biết thần diễm chưa chắc là mùi lửa đẳng cấp cao nhất. Ngay Hình Hồng nói tới thánh diễm, hắn cũng không lại. Dù là luyện thể cũng có thánh thể, mùi lửa là có thánh diễm là chuyện thường. Thế Diệp Mặc chằm chú nghe lời, Hình Hồng gật đầu nói. Dù là toàn bộ tinh không vũ trụ thánh diễm chỉ vài cái. Thánh diễm sở dĩ khó có là vì thánh diễm cần có Quang Minh Tâm để thần diễm cao cấp thôn phệ mới thăng cấp được. Còn Quang Minh Tâm là một cái nguyên liệu tiên thiên, càng hiếm có, dù là vô số vạn năm cũng chưa chắc gặp một viên nhỏ. Quang Minh Tâm là nguyên liệu tiên thiên, thế bằng là thực sự kinh tâm. Hắn là khí tránh đương nhiên biết sự quý giá và đáng sợ của nguyên liệu tiên thiên. Dù không cần luyện ký sư luyện chế, cũng cần đặt trong tử phủ chăm sóc thời gian dài là trở thành pháp bảo vô thượng. Hình Hồng trầm giọng, đúng vậy, Quang Minh Tâm là nguyên liệu tiên thiên, vì Quang Minh Tâm thay nghén trong thế giới quang minh của không gian vũ trụ, lại cực kỳ đòi, cho dù là có cũng bị một số đại năng thu thập mồi lửa của mình. Quang Minh Tâm dù là luyện chế tiên thiên nguyên liệu, nhưng là hạn chế cực lớn chính là Quang Minh Tâm chỉ có thể khiến cho mồi lửa thăng cấp tới thánh diễm, không thể luyện chế ra pháp bảo khác. Quý Thường Lâu định tặng Quang Minh Tâm cho tôi. Cảm xúc Diệp Mặc thoáng kích động, nếu Quang Minh Tâm thật, hắn là giúp Thường Lâu Hư Thị luyện đàn một thời gian không thành vấn đề. Hình Hồng là cười trừ, Diệp đàn thánh để cao Thường Lâu Hư Thị của tôi rồi. Thường Lâu Hư Thị tôi dù giàu có cũng không có năng lực tặng một cái viên Quang Minh Tâm cho Diệp đàn thánh. Diệp Mặc nhíu mày, không có năng lực tặng, vậy anh nói ra làm gì? Nhưng hắn cũng không truy hỏi, tặng một thứ như thế này người ta muốn tặng thì tặng, không tặng thì chẳng lẽ có thể ép. Trong Thương Lâu Hư Thị dù không có năng lực tặng Quang Minh Tâm cho Diệp Đan Thánh, nhưng có thể cung cấp một cái đoạn thần linh mạch cực phẩm cho Diệp Đan Thánh. 1.200.000.000 thần tình đấu giá Quang Minh Tâm. Hình Hồng ngạo nghễ, cho dù Diệp Mặc nghe hai thứ này lòng cực kỳ chấn động. Trên người hắn bây giờ có hơn 1.200.000.000 thần tình, với hắn là vô cùng giàu có, nhưng những thứ này không bằng người ta tùy tiện lấy ra tặng phẩm cho hắn. Diệp Mặc lại biết rõ ngày đầu tiên hắn kiếm được 1 tỷ thần tinh câu có nghĩa ngày thứ 2, thứ 3 có thể kiếm được nhiều như vậy. Nhưng những thứ này không phải thứ Diệp Mặc quan tâm. Cái hắn quan tâm là lời Hình Hồng, cho nên Hình Hồng nói xong lập tức hỏi. Hư thì có Quang Minh Tâm sao? Hơn nữa còn bán Quang Minh Tâm. Hình Hồng gật đầu nói. Đúng vậy, Hư thì có một viên Quang Minh Tâm. Giờ là có mấy nhà thương lâu cùng bảo vệ. Hơn 10 ngày sau, Quang Minh Tâm cùng 9 loại nguyên liệu nghịch thiền khác được tiến hành bán đấu giá trong hư thị. Tới lúc đó có vô số đại năng tới. Diệp Mặc cười lạnh. Trước tiên không nói tôi mua được Quang Minh Tâm hay không, dù mua được Quang Minh Tâm thì Hình Tiên Hữu cảm thấy tôi giữ được Quang Minh Tâm không? Hình Hồng mặt xám mỉm cười lập tức. Một mình Diệp Đan Thánh đương nhiên không thể bảo vệ. Nếu mà Diệp Đan Thánh gia nhập Thương Lâu Hư Thị không có vấn đề. Thương Lâu Hư Thị chúng tôi trong hư thị không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng trong hư thị không ai dám nói Thương Lâu Hư Thị chúng tôi gây chuyện đến. Nếu có Hỗn Nguyên Thánh Đế thì sao? Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói. Hình Hồng khẳng định. Hư thị quả thật từng có Hỗn Nguyên Thánh Đế đến. Tôi chắc chắn lần đấu xã hội này không có Hỗn Nguyên Thánh Đế đến. Hỗn Nguyên Thánh Đế thông thiên triệt địa,
dù là hư thị không tệ cũng không thể hấp dẫn nổi đại năng loại này. Huống chi Quang Minh tầm 10 ngày sau bán ra rồi, Hỗn Nguyên Thánh Đế dù biết tình cũng không kịp tới tranh mua. Cảm ơn ý tốt của Hình Tiên Hữu, tôi phải suy nghĩ một chút, nhưng mà Quang Minh tầm đó thì thôi, tôi không có hứng thú với thứ này. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền. Diệp Mặc chưa từng nếm thử thần thông của Hỗn Nguyên Thánh Đế, chắc chắn rằng đừng nói thời gian 10 ngày, dù là một tuần hương nói không chừng là đủ cho Hỗn Nguyên Thánh Đế từ một cái rào rễ nào đó tới. Thái độ Diệp Mặc kiên quyết, Hình Hồng đành phải đứng dậy nói: Diệp Đan Thánh suy nghĩ kỹ đi, lúc nào cũng có thể tới thường lầu hư thị tìm tôi. Nếu Diệp Đan Thánh cảm thấy nơi đây không thoải mái, có thể tiến vào tiền sảnh, tiên sạn của thường lầu hư thị bất cứ lúc nào. Được, Diệp Mặc không nói thêm, trực tiếp tiễn Hình Hồng. Quang Minh Tâm hắn đương nhiên là muốn có. Diệp Mặc lại biết, một khi hắn thực sự có sự ủng hộ của thường lầu hư thị mua được Quang Minh Tâm, thì cả đời này hắn cũng xong rồi, không thể rời khỏi thường lầu hư thị nửa bước. Thứ như Quang Minh Tâm, hắn là một đàn thánh và khí thánh, nếu không muốn quả là quá ngu ngốc. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không có định tiếp tục bày hàng, giờ Quang Minh Tâm xuất hiện hắn là cả ngồi không yên. Bất luận lấy được Quang Minh Tâm hay không, hắn cũng phải thử. Hơn nữa bất luận có Quang Minh Tâm hay không, hắn không thể để người khác biết hắn tham gia hội đấu giá. Diệp Mặc rời quầy hàng chỉ hỏi thăm một chút cổng hội đấu giá hư thị, liền biết chuyện đấu giá Quang Minh Tâm. Ngoài Quang Minh Tâm có 9 món đấu giá cùng, ngoài ra biết Quang Minh Tâm từ miệng Hình Hồng, 9 thứ còn lại hắn cũng chưa thăm dò ra. Còn có thể đấu giá cùng Quang Minh Tâm chắc chắn không phải thứ đơn giản. Hội đấu giá này là hư thị và vài đại thế lực khác cùng tổ chức. Vé vào là 10 triệu thần tinh, còn vé thuê phòng thậm chí lên đến 50 triệu. Theo lý giá vé cao như vậy, chỉ 10 món đồ cơ bản không ai mua. Thực tế Diệp Mặc đứng một bên nhìn qua thấy gần 100 vé bán ra. Diệp Mặc lòng thầm than những người ở hư thị này không thiếu thần tinh, người giàu quá nhiều. Diệp Mặc quyết định muốn vào hội đấu giá. Dù hắn muốn vào cũng không dám mua vé, dứt khoát chen vào đám người trên phố đi cùng họ ra khỏi hư thị. Lần này hắn lấy được Quang Minh Tâm nhất định cần phải cẩn thận. Nếu không, với tu bị hắn một lời như hư thị, không chừng chết không có chỗ chôn thân. Nếu không phải cấm chế trong hư thị mọc như lấm, Diệp Mặc cơ bản không có bố trí truyền tống trận, bố trí một cái truyền tống trận ngay. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi hư thị lập tức thay đổi dung mạo, khí tức là một cái khí thánh cao cấp có thể luyện chế thần khí cực phẩm. Diệp Mặc luyện chế một cái pháp bảo thay đổi dung mạo không có tốn nhiều sức, cùng lắm là lãng phí một số nguyên liệu cao cấp mới thu thập. Một ngày sau, một dục đạo thánh đế mặc tiên bào màu đen tiến vào hư thị, lượn vài vòng phố hư thị, trực tiếp mua một cái tấm vé có thuê phòng giá 50 triệu thần tinh ở phòng bán vé hội đấu giá hư thị. Diệp Mặc sở dĩ vội vàng mua vé là vì hội đấu giá này chỉ có 10.000 tấm vé được bán ra mà thôi, một khi tới muộn đừng nói là lấy được, dù là vé vào cửa cũng không có. Đừng nhìn nhiều người mua vé hội đấu giá, thực ra Diệp Mặc biết rõ trong hư thị nhiều người còn không biết hội đấu giá này. Một khi biết, 10.000 tấm vé thời gian cũng một ngày bán sạch, nếu không phải Hình Hồng lộ tin tức, Diệp Mặc cũng không biết. Hội đấu giá hư thị dường như ngày nào cũng tổ chức, không ai để ý hội đấu giá một cái. Rất nhiều cũng giống như Diệp Mặc không biết hội đấu giá mấy ngày sau tổ chức nghịch thiên tới vậy. Cho nên những người tới mua vé giống như Diệp Mặc nghe nói tin tức, biết nội tình, biết mấy ngày sau hội đấu giá này không phải một hội đấu giá đơn giản, mà là hội đấu giá chỉ bán 10 thứ bảo vật chấn động hư thị. Sau khi mua vé xong, Diệp Mặc lần nữa lén lút khôi phục diện mạo, nghênh ngang về gian hàng của mình. Chương 2159 chấm dứt ẩn oán. Diệp Mặc, hôm nay mấy hôm anh đi đâu vậy? Có người tìm anh mấy ngày rồi. Diệp Mặc xuất hiện, Thang Tiểu Xu từ phía quầy hàng bước ra vội hỏi. Diệp Mặc cười ha hả, tôi đi nơi khác tìm mua nguyên liệu. Diệp Đan Thánh anh cuối cùng cũng về, tôi muốn mời Diệp Đan Thánh luyện chế một cái lọ đấu hồn đan. Diệp Đan Thánh, Diệp Mặc và Thang Tiểu Xu nói chuyện một câu, phía trước quầy hàng lập tức chen chúc người tới. Những người này đợi Diệp Mặc tu luyện đàn, nhưng Diệp Mặc không ngờ biến mất cả ngày, cả đám sốt ruột cũng là chuyện thường. Diệp Mặc mau chóng đứng dậy cào giọng: Các vị, gần đây nguyên liệu luyện đàn của tôi tiêu hao gần hết, hơn nữa là liên tục luyện đàn một ngày một đêm, thức hải của tôi cũng bị hao tổn, cần bế quan mấy ngày, mời mọi người vài hôm nữa đến sau. Thời gian luyện chế đàn dược cao cấp, thức hải bị tổn thương là cái cớ bình thường, dù người không hiểu luyện đàn cũng biết. Bế quan chỉ sợ giờ anh không thể bế quan,
giọng nói vô cùng lạnh lùng tiếp lời Xê Băng. Thanh âm quá mức lạnh lùng hơn nữa khí thế cường đại cùng với thanh âm của Quách Tán khiến một người không thể không chú ý, là Vạn Đông Đông, đứng thứ 273 bảng thân bảng. Bên cạnh cô ta là Tạ Lý, xếp thứ 121 thần bảng. Lần này Diệp Đan Thánh gặp phiền phức. Hà, nói không chừng cơ hội của chúng ta tới rồi, đợi lát nữa Diệp Đan Thánh chỉ cần lên tiếng chúng ta ra tay. Ngủ ngốc, anh cho rằng nhân vật xếp thần bảng giống hóa đạo thánh đế bình thường sao? Người ta tùy tiện một cái có thể giết được 3-4 hóa đạo thánh đế bình thường đấy. Diệp Bạc nhìn con gái nói chuyện trước mặt, biết rõ cô ta là Vạn Đông Đông. Vạn Đông Đông tu vị là hóa đạo đỉnh phòng, thân hình cao ráo, mặc dù mắt xích không có lộ vẻ cao ngạo, thân hình cao gầy của cô không ngờ là cảm thấy cực kỳ khí thế. Vạn Đông Đông đứng cạnh một cái hóa đạo thanh đế, đạo vận trên người lưu truyền là cường đại hơn. Xem ra người bên cạnh không có nói sai, xếp hạng thần bảng của gã cao hơn Vạn Đông Đông. Xe Bạc bỗng có chút hối hận, sớm biết lúc này Vạn Đông Đông tìm tới tính sổ, hắn không cần rời Hư Thị một chuyến. Đợi Vạn Đông Đông đuổi hắn đi rồi, hắn lại dịch dùng trở về nghênh ngang mua vé. Gàn nành không nhỏ, chẳng lẽ cho rằng cái đàn thánh làm sai có thể vô tư sao? Vạn Đông Đông khinh thường chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc điềm nhiên không nói, anh trai cục, tôi còn chưa gặp anh ta chết chẳng liên can. Nếu cô định đổ cái chết của anh trai lên đầu tôi thì cứ việc. Anh là một đan thánh, tôi đúng là không dám ra tay với anh bây giờ. Nếu anh có lá gan nhận khiêu chiến của tôi, Vạn Đông Đông tôi khiêu chiến anh. Ngữ khí Vạn Đông Đông bình tĩnh, không còn khinh thường và lạnh lùng như trước, nhưng sát ý lượn quanh. Dù là Vạn Đông Đông không động thủ, Diệp Mặc cũng định khiêu khích Vạn Đông Đông ra tay với hắn. Nói chi bây giờ Vạn Đông Đông chủ động ra tay, hắn không hiểu tại sao Vạn Đông Đông muốn ra tay với hắn. Nếu nói Vạn Đông Đông không biết cái chết của anh trai cô ta không liên quan tới mình, Diệp Mặc tuyệt không dám tin. Nếu Vạn Đông Đông biết liên quan tới mình không có, mà còn muốn khiêu chiến một đàn thánh, vậy có ý gì? Để người khác không quấy rầy trận chiến chúng ta, chỉ cần anh đồng ý trận chiến, chúng ta đến hư không đấu một trận. Câu của Vạn Đông Đông nói ra, Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Vạn Đông Đông không phải báo thù anh trai mà là vì tài phú người mình. Chỉ là hóa đạo thanh đế dám dòm ngó đồ mình. Diệp Mặc lòng cười khẩy, vận khí Vạn Đồng Đồng cũng không tệ, mình sẽ không giết cô ấy. Vốn dĩ Diệp Mặc hào trí tổn tâm trí làm sao biến mất rời Hư Thị, giờ khỏe rồi, hắn chỉ cần bị Vạn Đồng Đồng đánh chạy, sau đó đổi một bộ dạng hành trang tới tranh mua Quang Minh Tâm. Diệp Mặc không có nói nhiều, trực tiếp nói với Thang Tiểu Dù, cô làm việc của cô đi, tôi phải kết thúc ẩn oán với Vạn Đồng Đồng này đã. Thang Tiểu Dù mau nói, Diệp Mặc cái này không liên quan tới anh, sao anh lại phải đánh nhau với cô ta? Trong mắt Thang Tiểu Du, Diệp Mặc tuyệt đối là không phải đối thủ của Vạn Đông Đông. Đánh nhau với Vạn Đông Đông khác nào là đâm đầu chỗ chết. Ánh mắt Vạn Đông Đông lóe vui sướng, lập tức nói, xem anh có phần dũng cảm, chỉ cần anh chống cự được lửa tuần hương trong tay tôi là tha mạng cho anh. Sau đó cô quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh, Tạ sư huynh, anh đợi tôi ở Hư Tịnh nửa ngày, tôi báo thù anh trai xong lập tức quay lại. Nói xong cô ta lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, đi thôi. Giọng nói vừa dứt, cô ta lao ra bên ngoài Hư Thị. Không phải Hư Thị đâu đâu cũng là cấm chế, nói không chừng cô lắc một cái đàn lao khỏi Hư Thị. Diệp Mặc đương nhiên không do dự đi theo. Vạn Đông Đông tới giúp hắn nạp yểm hộ mất tích, cái này đương nhiên hắn có lợi. Sau khi rời khỏi Hư Thị, Vạn Đông Đông trực tiếp thoát khỏi thần khí phi hành thượng phẩm, một đường bay nhanh. Diệp Mặc đương nhiên lấy ra thời không thoa theo sát Vạn Đông Đông. Diệp Mặc dù theo sát Vạn Đông Đông, hắn không phải chút chuyện không làm, trên đường đi để lại dấu tích rõ ràng. Vạn Đông Đông căn bản là không để ý Diệp Mặc để lại dấu tích. Lúc cô ta thấy pháp bảo phi hành, Diệp Mặc lòng là thầm kinh hỉ. Đúng như Diệp Mặc đoán, cô và Tạ Lý bàn bạc kỹ rồi, sau khi giết được Diệp Mặc, sau khi đó cùng chế độ trên người Diệp Mặc, nếu không với năng lực của cô sao có thể điều tra cái chết anh trai cô không liên quan tới Diệp Mặc. Một ngày trước cô có còn tung tin đồn, chính là hành động hôm nay. Nửa ngày sau, Vạn Đông Đông dừng lại, tùy tay ném một cái trận bản truyền tống nói, giao tất cả đồ của người anh ra, có lẽ tôi không giết anh. Diệp Mặc cơ bản không nói gì nhiều với người con gái, trực tiếp phóng tử đao chém một phát. Nếu không phải hắn lợi dụng người con gái này tiến vào Hư Thị chuyên nơi, thì một đao này của hắn bổ trúng người con gái này, hóa đạo thanh đế thì đã sao. Đạo đạo thần thông liệt ngân, thần thông liệt ngân, trong tất cả thần thông Diệp Mặc chỉ tính là cái thần thông bình thường. Một đao của Diệp Mặc chém ra, toàn lực muốn xem top 300 thần bảng rốt cuộc bản lãnh gì. Và Đồng Đồng không ngờ Diệp Mặc không nói liền ra tay. Cô là nhân vật trên thần bảng đương nhiên không sợ Diệp Mặc, nháy mắt một đường vòng tròn ngũ sắc phóng ra, làm được ánh sáng rực rỡ nháy mắt biến thành bộ thuẫn ngũ sắc chặn đường đao tím hồng Diệp Mặc. Bùm, một tiếng nổ vang trời,
liệt ngần tím hồng của tử đào sáng lên hộ thuẫn ngũ sắc khơi dậy thần mang đầy trời. Và đồng đồng cảm thấy thức hải từng trận cuồn cuộn, lòng càng kiếp sợ. Dù đơn giản so chiêu thần nguyên của cô và thần thức cường đại của Diệp Mặc khiến cô không dám tin. Cô là nhân vật thần bản hóa đạo đỉnh phong, bình thường trong mắt cô Chanaji, một chiêu của đối phương dù là chủ động đánh ra là khiến thức hải cô chấn động, chính là đối phương mạnh hơn hóa đạo thánh đế bình thường. Chả trách dám ra tay với mình, với mình lại ỷ tu vị mình không kém. Cho dù tu vị không kém, bản thân mình muốn giết hắn cũng không cần phí tâm tư. Và đồng đồng mới nghĩ tới đây, trận bản lúc trước cô ném ra phát ra ánh sáng lập lòe, lập tức thân hình Tạ Lý hiện cạnh. Tạ sư huynh, tu vị người này không yếu, mạnh hơn so với hóa đạo thánh đế bình thường. Và đồng đồng nhìn Tạ Lý tới lập tức nói. Tạ Lý cười, chả trách một mình dám ra ngoài, hóa ra ỷ vào thứ này. Nghe nói người này một ngày kiếm được gần 1 tỷ thần tinh, có cơ hội một đống nguyên liệu và thần linh thảo, tôi đoán trên người anh ta bây giờ không ít thần đan. Đồng đồng giữ mọi chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tạ Lý nói chuyện là phóng ra pháp bảo, chỉ có điều phóng pháp bảo còn chưa đập đến Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm đã là gì biến mất. Na Di, chúng ta đuổi theo, dù hắn có là gì cũng đừng mong đuổi thoát, chạy thoát. Tạ Lý cười khẩy, người này xem ra không phải dục đạo thanh đế thông thường, không ngờ thoát khỏi lĩnh vực cộng hưởng, hai chúng ta không chừng chết người có bí mật. Không đúng, hắn đi rồi thì đi rồi, sao lại vứt lại một cái tàn phiến pháp bảo, còn vứt một cái đống áo giáp vỡ vụn. Và đồng đồng đưa tay chụp tới mấy cái tàn vụn pháp bảo từ chỗ Diệp Mặc biến mất, cau mày nói. Hà, hai vị vừa rồi phát tài rồi nhỉ, chúng tôi cũng coi không kịp. Đáng tiếc là nhìn thấy một cái tàn phiến pháp bảo cũng đúng, chỉ là dục đạo thanh đế còn chống cự được mười mấy giây dưới tay hai vị là không tệ. Và đồng đồng và Tây Lý chưa dứt lời, giọng là cười to truyền tới, sau đó là mấy cái bóng người hạ xuống xung quanh. Tạ Lý cao mày nói, Bạch Lý Hoàng, anh nói có ý gì? Nếu không phải là Bạch Lý Hoàng là nhân vật trong thần bảng, Tạ Lý sớm đã ra tay, xếp hạng người ta là thập hờn gã có vài bậc, ra tay với gã nói là không có lợi ích. Tổng cộng 3 người tới, người đàn ông cầm đầu nghe Tạ Lý nói, cười khẩy. Người nghe không nói tiếng lóng, đừng có nói là tôi... là vì chuyện báo thù của vạn đồng đồng, Diệp Đan Thánh kia chúng tôi cũng là theo dõi cả ngày. Tiên tài và thần tinh trên người hắn chúng tôi không cần nhiều, hai vị chỉ cần chia 2/5 cho chúng tôi là được. Lúc này Tạ Lý và vạn đồng đồng cuối cùng hiểu Diệp Mặc vật lại thứ này có ý gì. Họ không kịp tức giận Diệp Mặc vô sỉ, lúc này đã đang đối diện với 3 tiên hóa đạo thanh đế, không kém bọn họ. Chuyện đến nước này giải thích cũng chẳng có ý nghĩa. Không ai tin một cái dục đạo thanh đế thoát khỏi trong vòng khóa hai cao thủ thân bảng, huống chi để lại nhiều dấu vết hiện trường thế này. Chương 2160, Linh Bảo Tiên Thiên. Diệp Mặc là đương nhiên không để ý đến chuyện sống chết vạn đông đông. Lúc này hắn cũng đã xuất hiện ở một nơi cách chỗ đánh nhau rất xa. Đừng nói vạn đông đông và Tạ Lý bị đám người kia chặn, dù họ không bị chặn lại muốn đuổi hắn đừng có nằm mơ. Nếu không phải là muốn hai người mượn lấy cớ đào tẩu, hắn nên muốn giết hai người tại chỗ. Còn bố trí khi hắn chạy trốn chỉ là ăn may. Diệp Mặc không hy vọng nhất định là lừa được vạn đông đông và Tạ Lý. Nếu thực sự có người căn cứ dấu vết hắn đến mà đuổi theo, lừa được hai người này không phải không có khả năng. Sau khi tu luyện vài ngày trong thế giới trang vàng, ngày hội đấu giá, hôm đó lần nữa biến thành đạo nguyên thanh đế, mặc áo đen tiến vào hư thị. Diệp Mặc tin rằng tuyệt đối không ai nhận ra hắn, dù là hỗn nguyên thanh đế cũng cần phải biết hắn từ trước mới nhận ra. Lúc này hắn biến thành một cái đạo nguyên thanh đế, áo đen mặt mũi hùng ác, hoàn toàn khác với hình tượng lúc trước. Phần lớn công pháp ẩn nấp là áp chế tu bị mình thấp hơn, chỉ có Diệp Mặc mới có thể đem công pháp ẩn nấp làm mình tu bị cao hơn, để công pháp của hắn biểu hiện tăng cao. Lúc trước cũng là chuyên tâm nghiên cứu, giờ quả nhiên có thể dùng. Diệp Mặc vào hư thị lập tức biết tin tức hội đấu giá nghịch thiên kia đã lộ ra. Ở ngoài cổng hội đấu giá là chật kín thanh đế các tộc. Những thanh đế này là mua một tấm vé, rất nhiều người biết rõ, dù là tiến vào hiện trường hội đấu giá cũng không thể nào mua được những cái đồ tốt kia. Nhưng cho dù là vì chứng kiến đồ tốt một chút, tốn 10 triệu thần tình cũng đáng. Diệp Mặc lòng thầm nhủ may mắn, may mà mua vé sớm, không giờ muốn vào cũng không được. Từ phương diện này mà nói, đạo nguyên thanh đế kia của thường lầu hư thị coi như giúp hắn một chút. Nếu sớm biết như vậy, hắn mua nhiều vé hơn, bây giờ làm con buôn, ngược lại có thể kiếm thêm chút địch. Diệp Mặc biết rõ cách kiếm thần tình như vậy, hắn chỉ là nghĩ
Nếu là muốn có quang minh tâm thực sự không thể làm chuyện như vậy. Hội đấu giá có một cái canh giờ nữa mới mở. Diệp Mặc lượn lờ vài vòng lại là đến trước quầy hàng của mình. Quay lại trước cửa hàng, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện biển hiệu Lạc Nguyệt Đàn Khí Các vẫn còn. Hơn nữa rõ ràng không còn ở cửa hàng này, nhưng trước quầy hàng vẫn có vài chục thanh đế nhỏ giọng bàn tán. Diệp Mặc tiến gần người ta bàn tán, hắn nghe rõ. Thật đáng tiếc, một cái hóa đạo đàn thánh tốt như Diệp Đàn Thánh không ngờ chỉ luyện đan một ngày bị người ta giết. Đúng vậy, lúc trước chủ quầy tên là Vạn Phi Tiệp và Diệp Đàn Thánh cơ bản không quan hệ. Vạn Đồng Đồng lại ỷ mình là nhân vật thần bản, đúng là không biết lý lẽ. Cô ta quá là ác hữu ác báo. Giết Diệp Đàn Thánh thì sao, cuối cùng chẳng phải là bị người ta đánh cho trọng thương đấy sao? Nếu không phải cô ta có bùa Nazi tinh không, nó không chừng sớm mất mạng. Diệp Bạc nghe mấy người bàn tán mới biết kẻ ám toán hắn cũng có tác dụng, thậm chí là Vạn Đồng Đồng kia bị người ta đánh thành trọng thương, tâm trạng Diệp Mặc trở nên rất tốt. Không thể là đích thần giáo huấn Vạn Đồng Đồng một bài học, nhưng cái tên kiếm ăn phi pháo giáo huấn cô ấy một bài học cũng là giúp hắn hạ giận. Mọi người nói Diệp Đàn Thánh bị giết, giọng nghiêm nghị đột nhiên vang. Tâm thần Diệp Mặc có chút nữa bị giọng này xâm lấn. Diệp Mặc lập tức cẩn thận, người này tuyệt đối là đạo nguyên thánh đế đỉnh phong. Từ sát lệ chi khí, gã nói chuyện có thể nghe ra người này giết quá nhiều người. Hắn đánh giá người này nói chuyện một chút, tóc tai bù xù kết lại một chỗ, trên mặt hiện ra hàng loạt ánh sáng xanh. Dù nhìn không ra tu vị người này cũng biết đây tuyệt đối là đạo nguyên thánh đế giết người như ngoé. Đúng vậy, Diệp Đàn Thánh bị giết, Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý truy sát hắn, kết quả ở hư không. Diệp Đàn Thánh bị hai người giết chết. Mấy người kia bàn tán, nhìn ra lai lịch người này lợi hại, mau trả lời không dám chần chừ. Thanh nét mặt xanh lập tức nhíu mày hừ lạnh. Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý kia ở đâu? Sau đó hai người bị người ta đánh thành trọng thương dùng bí thuật chạy thoát. Người đánh bọn họ ở đâu, tên gì? Là Bạch Lý Hoàng và... Thanh nét bên cạnh sau khi trả lời tên Bạch Lý Hoàng, thanh đế mặt xanh đang hỏi thăm cũng biến mất. Diệp Bạc nghi ngờ nhìn thanh đế mặt xanh biến mất, chưa bao giờ ngập này, đương nhiên không biết vì sao người này thoạt nhìn ra dáng vẻ vội vã tìm hắn. Một đạo nguyên thanh đế, hơn nữa là đạo nguyên thanh đế thoạt nhìn rất lợi hại tìm hắn, Diệp Bạc đương nhiên không có ăn nó dỗi việc đến báo cáo với gã. Mình chính là Diệp Đàn Thánh. Trước khi không có thực lực, hắn tới thương lầu hư thị cũng không dám gia nhập, nói chỉ là tìm cái đạo nguyên thanh đế xa lạ. Quầy hàng này vẫn là ở đây, đoán chừng là vì liên quan tới thường lầu hư thị. Thường lầu hư thị nói không chừng còn hy vọng hắn chưa bị giết sau đó quay về. Nhưng Diệp Mặc, cho dù là với thân phận ban đầu quay về hư thị, ít nhất cũng phải đợi hắn hóa đạo xong hoặc là đạo nguyên thanh đế rồi tính sao. Diệp Mặc rời khỏi nơi này sau khi về cộng đấu giá hội hư thị, hội đấu giá là bắt đầu. Một đạo nguyên thanh đế mặt mũi tràn đầy sát khí nham hiểm, còn mang theo cảm xúc thô bạo tiến vào hội đấu giá, rõ ràng không ai dám nói nhảm một câu. Phòng thuê 50 triệu thần tinh có thể nói là thứ Diệp Mặc chưa từng thấy. Chắc chắn rằng hội đấu giá tổ chức ít nhất cũng kiếm được 1-2 tỷ thần tinh. Cái này thoạt nhìn rất nhiều, Diệp Mặc biết số thần tinh này không nhiều. Dù không để ý thứ khác, chỉ là quang minh tâm cũng cần mấy cái đạo nguyên thánh đế bảo vệ. Những đạo nguyên thánh đế để bảo vệ vật phẩm hội đấu giá cũng cần phí. Sau khi tiến vào phòng thuê, Diệp Mặc cảm thấy căn phòng 50 triệu này cũng chỉ vậy mà thôi. Cùng nắm có một cái cấm chế diện tích nhỏ và tiên quả chiêu đãi thậm chí là không bằng phòng riêng hội đấu giá bình thường hắn gặp. Đối với thứ này, Diệp Mặc cơ bản là không đồng ý, không có để ý. Đừng nói là trong phòng có tiên quả và tiên tủ, dù không có gì hắn cũng chẳng để ý. Việc đầu tiên sau khi bước vào phòng chính là không ngừng bố trí cấm chế, bất luận thế nào hắn tuyệt đối không cho thần thức người khác quét vào phòng hắn. Hội đấu giá rất lớn, bất luận là người phòng thuê hay là người ngồi đại sảnh đều không thể nhìn thấy đối phương. Trong này dù là vị trí bình thường trong đại sảnh cũng có cấm chế phòng hộ, tuyệt không cho phép thần thức người khác quét vào bên trong. Tất cả những người tới tham gia hội đấu giá chỉ là nhìn thấy một nơi, đó là đài đấu giá chính giữa phòng đấu giá. Diệp Mặc sau khi bố trí cấm chế xong, ngồi một tuần hương, trong hội đấu giá xuất hiện lão già áo nâu. Cho dù là cấm chế ngăn cách, Diệp Mặc là nhìn ra lão già này là đạo nguyên thánh đế. Đến người chủ trì hội đấu giá cũng là cường giả đạo nguyên, có thể thấy thứ đồ trong hội đấu giá nhất định không đơn giản. Lão già áo nâu đứng trên sân khấu phòng đấu giá ôm quyền nói: "Các vị tiền hữu, mọi người đến đây là biết chúng tôi có 10 thứ được đấu giá, mỗi loại là bảo vật chấn động một giới. Tôi không nói nhiều, bây giờ món đầu tiên là Chu Tiên Ni Địa Giám." Diệp Mặc không biết Chu Tiên Ni Địa Giám,
Tiếng nói giả Đạo Huyền mới nói ra cái tên chủ tiền y địa giám đại sảnh, cả phòng rối loạn cực kỳ. Rõ ràng đây là thứ quý giá. Lão già này bình tĩnh giơ lên tất cả. Lúc này mới nói: "Tôi nghĩ những người tới đây tham gia hội đấu giá không biết đến chủ tiền y đại giám có thể không nhiều hoặc không có không sai. Chủ tiền y địa giám là một linh bảo tiên thiên." Sẽ bằng nghe bốn chữ linh bảo tiên thiên lỏng hít lạnh. Thứ này mà đem ra đấu giá sao, dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng muốn cướp. Giá của linh bảo tiên thiên Diệp Mặc đương nhiên biết rõ. Đây là tầng cấp tiên thiên còn cao hơn mấy lần so với thần khí cực phẩm, không phải thứ có thể luyện chế. Ai ngốc thế không ngờ là đem linh bảo tiên thiên ra đấu giá. Đừng nhìn hắn bây giờ là đủ tốt nhiều, ngoài 36 viên lôi hải thần châu có thể tính là linh bảo tiên thiên, thứ khác cũng là chỉ có thí đạo thường không thể luyện hóa cùng với là coi linh bảo tiên thiên. Dù là kim cương đại thừa đồ chắc hẳn không phải linh bảo tiên thiên. Còn hồ lô tam bảo hắn chưa gom đủ. Còn dao găm dùng không dù không tệ, Diệp Mặc đoán chừng cũng không phải bảo vật tiên thiên. Còn hội đấu giá này không ngờ là xuất hiện linh bảo tiên thiên, Diệp Mặc sao có thể không chấn động. So với linh bảo tiên thiên, quang minh tâm dường như không phải chói mắt lắm. Lão giả áo lầu khò khan một tiếng tiếp tục nói: "Đương nhiên chủ tiền lì địa giám này dù là linh bảo tiên thiên nhưng mà vì một số nguyên nhân có phần hư hỏng, giá trị không được tính là bảo vật tiên thiên." Nghe tới đó Diệp Mặc thầm nghĩ cũng đúng, nếu như linh bảo tiên thiên không bị hư hỏng lấy ra quả thực là nghe sợ người. Cho dù là bảo vật tiên thiên bị hư hỏng, không phải thứ mà thần khí bình thường cực phẩm có thể so sánh. Cho tới khi lão giả áo nâu kia nói bảo vật tiên thiên bị hư hỏng, sự bạo động bên dưới mới chấn an được một chút, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người là muốn có linh bảo tiên thiên bị tàn phá này. Lão giả áo lầu không có tiếp tục giới thiệu, đặt hộp gỗ lên hộp bàn đấu giá, lấy một cái đinh vuông có bốn tài màu đen ra. Biết rõ chủ tiền ni địa giám này bị hư hỏng, nhưng mà khí thế và ủy thế pháp bảo cường đại khiến cho mọi người cảm nhận được. Thần thức quét lên lập tức cảm nhận được thức hải xung động, chả trách chủ tiền giám đúng là bà danh bất hư truyền. Thần thức Diệp Mặc quét tới chủ tiền ni địa giám, phát hiện bốn tài địa giám hình rồng, chỗ điều hai tài là bị nghiền nát, tỷ lệ hư hỏng không thấp. Chủ tiền ni địa giám này không có giá sàn, người nào ra giá cao hơn bắt đầu đấu. Lão giả áo lâu này để mọi người quan sát chủ tiền ni địa giám lập tức cất giọng nói: Chương 2161 đấu giá nghịch thiên. 200 triệu thần tinh cộng thêm hai đoạn thần linh mạch trung phẩm lập tức người báo giá. Dù mặc dù không có hứng thú với chủ tiền này địa giám, lòng cũng là chậm xuống khi người đầu tiên báo giá. Chủ tiền này địa giám bị hỏng, người thứ nhất báo giá như vậy rõ ràng là cùng bán giá cao hơn nhiều, thậm chí là gấp 10 lần báo giá đầu tiên cũng có thể. Bởi vậy thấy được giá của quang minh tâm còn cao hơn thứ này, hắn thực lực mua được thứ này hay không vẫn là nghi vấn. Lúc này hắn có hơn 1.200.000.000 thần tinh, hai đoạn thần linh mạch cực phẩm, trong đó một đoạn bị hỏng, ngoài ra có mấy đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Còn trung phẩm Diệp Mặc cơ bản không tính tới. Mua bảo vật tiên thiên dùng thần linh mạch trung phẩm tuyệt là không được. 500 triệu thần tinh cộng thêm một cái đoạn thần linh mạch thượng phẩm, lập tức có người báo giá thậm chí cao hơn không chỉ chút ít. Giá cả không ngừng được nâng lên. Cuối cùng người ta dùng 1.100.000.000 thần tinh một đoạn thần linh mạch cực phẩm mua. Trong quá trình này Diệp Mặc không có ra giá, Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì giá trực tiếp là dùng truyền tống trận trên đại đấu giá truyền chủ tiền lì địa giám cho người ra giá 1.100.000.000 thần tinh xong. Lúc này lấy hộp ngọc thứ hai cao giọng: "Vật phẩm thứ hai tôi tin rằng không ai không biết, một cái đóa tinh không liền." Ba chữ tinh không liền nói ra hiện trường chấn động. Diệp Mặc là vô cùng chấn động, để rốt cuộc là hội đấu giá thế nào, chẳng những linh bảo tiên thiên còn lấy ra tinh không liền. Lúc trước hắn mua cửu tinh trúc trong ảnh hư bảo còn nghĩ đến tinh không liền, không nghĩ đến bây giờ thực sự là thấy tinh không liền có 9 cánh, không có đại sen, lại có một cái liền quả. Chỉ cần ăn liền quả thôi là cảm ngộ được đạo nguyên. Nếu đặt cùng với đại sen luyện đan, hình thành tinh không đạo đan, kiển nguyên quả cũng là đạo quả có thể cảm ngộ đạo nguyên. Tất cả mọi người đã biết giá trị kiển nguyên quả kém xa tít tinh không liền. Diệp Mặc rất muốn có tinh không liền nhưng hắn biết tài lực của mình có hạn. Một khi mua tinh không liền rồi, lát nữa giao dịch quang minh tâm hắn là nghèo sớt bụng tơi. Đừng nói Diệp Mặc muốn, đổ tốt như vậy không ai là không muốn.
Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì hội đột giá biết rằng hiệu quả sau khi thấy Tinh Không Liên, lão giơ tay trấn an mọi người tiếp nói. Tinh Không Liên là người khác gửi đến đấu giá, giá thấp nhất cuối cùng cũng không phải do tôi định đoạt, mà là người ký gửi truyền tới. Cho nên nếu như có người đưa ra, khiến cho người ký gửi động lòng thì Tinh Không Liên là của người đó. Tinh Không Liên không có giá sản, bắt đầu đấu. Tôi ra giá 8 triệu thần tinh cộng một cái đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Lập tức có người báo giá. Cơ bản ra giá này đều là ngồi trong phòng thuê. 1 tỷ thần tinh, một cái đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng một viên độ duyên tinh. Giá này là Diệp Mặc cực kỳ chấn động. Đáng tiếc Tinh Không Liên không phải là của hắn. Độ duyên tinh là thứ cực tốt, có thể luyện chế thần mục đan. Dù là không luyện chế được, độ duyên tinh cũng có thể sáng mắt, nhưng mà độ cực khó có được là thần linh vật tốt nhất sau đạo quả. Trong thánh đạo tàn giới vì tàn phá nhiều năm, thiếu thốn đàn thánh, tác dụng thần linh mạch không lớn. Cho nên thần linh thảo dù là tốt xấu giá trị tranh lệch cũng rất lớn, không có đẳng cấp phân chia rõ rệt. Nhưng ở hư thị trong cái giới khác, mặc dù phân chia thần linh thảo rất mơ hồ nhưng cũng rõ ràng hơn thánh đạo tàn giới. Thần linh thảo phân chia đẳng cấp cao trùng thấp, còn độ tình duyên tinh là thuộc thần linh thảo cao cấp. Giá tiền chỉ báo ra lần thứ hai khiến cho toàn trường im lặng. Rõ ràng giá của độ duyên tinh không thấp, không có nhiều người có thể lấy ra thần linh thảo tương xứng. Cho nên trên nữa là đạo quả cũng không phải mỗi loại có giá trị như độ duyên tinh. Còn ai báo giá không? Đạo Nguyên Thánh Đế biết giá này có chút khó xử. Giá 1 tỷ thần tinh cũng không cao, nhưng độ duyên tinh là khiến cho nhiều người không dám ra giá. Những người tới đây tham gia đấu giá không phải là người thường, biết rõ giá mình báo ra không có tác dụng, cũng không ai ôm hy vọng may mắn. Trong khi mọi người cho rằng Tinh Không Liên là cái giá này cuối cùng, thì trận pháp hiển thị khổng lồ đài đấu giá xuất hiện một cái giá mới. Một đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng 2 quả Thái Sơ Đạo Văn Quả. Cái giá vừa ra lập tức khiến hiện trường chấn động. Tinh Không Liên thuộc hàng đạo quả, giá đó là cao hơn nhiều so với đạo quả thông thường. Nhưng mà Thái Sơ Đạo Văn Quả là đạo quả, dù không bằng Tinh Không Liên, một lúc lấy 2 quả, khuyết điểm duy nhất là cái giá này không có thần tinh. Giá này đương nhiên là do Diệp Mặc báo ra, Diệp Mặc báo giá lại càng không ai dám báo giá thêm. Một lần lấy ra 2 cái đạo quả, dù là đạo nguyên đỉnh phong cũng không giàu tới vậy. Dù là đạo nguyên thanh đế tổ chức hội đấu giá cũng rung động. Đã không hiểu người này ra giá có độ tốt như vậy, tại sao không lấy ra gửi hội đấu giá đấu giá giúp. Lại đợi hội lâu đúng là không ai báo giá. 2 cái giá cuối cùng mỗi người một vẻ, chứ có thể xem người có Tinh Không Liên chọn ai. Hiện trường đấu giá an tĩnh, lúc này mọi người trong lòng là khó có thể bình tĩnh. Vì chính sách bảo mật của hội đấu giá, người ký gửi và người ra giá đều không thể bạo lộ thân phận. Đám người có thể bình tĩnh là muốn biết người ra Thái Sơ Đạo Văn Quả còn có không. Nếu còn thì hắn có thể lấy ra nữa không? Sau 10 mấy giây, Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì hội đấu giá cao giọng nói. Chủ nhân Tinh Công Liên chọn 1 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng một viên độ xuyên tinh. Nhưng anh ta muốn hỏi tiền hữu ra giá, Thái Sơ Đạo Văn Quả có đồng ý lấy đồ khác anh ta đổi lấy 2 quả Thái Sơ Đạo Văn Quả không? Diệp Mặc chẳng thèm trả lời, trực tiếp xóa báo giá. Thế Diệp Mặc xóa báo giá, Đạo Nguyên Thánh Đế này biết Diệp Mặc không đồng ý tiến hành giao hàng. Khi Đạo Nguyên Thánh Đế này giao hàng xong chuẩn bị lấy đồ thứ 3, đột nhiên giọng vang lên. Tôi dùng 200 triệu thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm đổi lấy một quả Thái Sơ Đạo Văn Quả, xin hỏi tiền hữu kia có đồng ý không? Thanh âm đột ngột rõ ràng không phù hợp với quy định hội đấu giá. Lão giả Đạp Nguyên không có nói gì, đối với lão mà nói phá quy định một chút, có thêm một vụ giao dịch đấu giá cũng có chút hòa hồng. Một lát sau không ai trả lời, đám người hiểu được người có Thái Sơ Đạo Văn Quả không thiếu thần tinh. Đáng tiếc Thái Sơ Đạo Văn Quả hắn là không có tham gia đấu giá. Lão giả Đạo Nguyên kia lấy hộp ngọc đứng dậy. Món tư đà bà đấu giá là Huyền Quang Thiên Ô Thuyền, là món thần khí phi hành cực phẩm từ thời viễn cổ, hơn nữa là pháp bảo cao cấp trong thần khí phi hành cực phẩm tích hợp với vượt không. Thần khí phi hành cực phẩm là món đồ cực cao cấp, Diệp Mặc đã thở vào, nếu lấy ra món bảo và tiền thiền hắn cũng không có lời nào hình dung. Thần khí phi hành cực phẩm trong mắt Diệp Mặc không bằng pháp bảo tiền thiền, không bằng Tinh Công Liên, nhưng trong mắt thánh đế khác thì không kém hơn 2 món trước. Hơn nữa đấu giá là càng quyết liệt, khiến Diệp Mặc nghĩ hắn có phải đi tìm một số nguyên liệu luyện khí cao cấp, chuyên tâm luyện chế pháp bảo phi hành cực phẩm không. Cuối cùng cái thần khí phi hành cực phẩm Huyền Quang Ô Thuyền này bị một người mua với giá 1 tỷ 700 triệu thần tinh. Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục thầm than, người ta giàu có. Lúc này hắn cũng biết được trong một lời như hư thị hoặc là giới diện cao cấp hoàn chỉnh
chỉ cần có bản lĩnh muốn kiếm tận tình dường như không phải chuyện đặc biệt khó khăn gì. Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì đấu giá hội không có nói nhiều cũng không có thay đổi không khí. Nhưng hội đấu giá tiến hành đến giờ, mỗi người lấy thứ đồ giá trị liền thành, nay bắt vào chấn động một giới cũng không có gì lạ. Không khí hội đấu giá cơ bản là không cần lão khuấy động, ngược lại càng náo nhiệt hơn. Không có thanh âm ồn ào, khí thế mua bán được hình thành. Lão giả chủ trì hài lòng với không khí hiện trường lấy hộp tứ long. Mọi người nhìn thấy hộp ngọc rất nhỏ, thực tế là hộp ngọc không gian, hộp ngọc không có gì, chỉ là một cái vết tích là do đại năng thượng cổ để lại. Các vị nghĩ không sai, lần này muốn đấu giá chính là vết tích, tên nó là Thái Sơ Thần Văn. Sau khi lão giả chủ trì hội đấu giá nói bốn chữ Thái Sơ Thần Văn, hiện trường hỗn loạn, không phải sự kích thích mà là cấp thiết như trước, một loại cấp thiết khó nhịn. Thái Sơ Thần Văn được tôn là một trong những thần thông đáng sợ nhất hư không. Chính là loại thần văn này có thể bỏ qua tất cả thời không, đáng sợ cực điểm. Dù anh có bất cứ pháp tắc thời gian không gian nào, đối với Thái Sơ Thần Văn chỉ là mây bay. Thái Sơ Thần Văn rất khó nắm được, càng khó đạt được cảnh giới đại thành. Tất cả mọi người đã biết, một khi luyện hóa Thái Sơ Thần Văn tới cảnh ngộ đại thành, đồng nghĩa với việc đem theo cái quần sáng đáng sợ. Quần sáng này sợ si đáng sợ là vì người khác không dám khinh thường mà chọc giận tới anh. Diệp Mặc chậm rãi hít một hơi, không ngờ là thu thập được Thái Sơ Thần Văn đem bán ra ngoài. Hắn từng luyện chế hai cái đường Thái Sơ Thần Văn, biết rõ thu thập Thái Sơ Thần Văn khó khăn thế nào. Sở dĩ luyện hóa được hai đường Thái Sơ Thần Văn là vì Tam Sinh Quyết. Đừng nói hắn dù là hai cái đường Thái Sơ Thần Văn của Đạo Nguyên Thánh Đế cùng Dương An chưa luyện hóa kia, cũng không thể thu thập hai đường Thái Sơ Thần Văn đó, nếu không Thái Sơ Thần Văn sao có thể tới tay Diệp Mặc. Lão giả chủ trì đấu giá sau khi để mọi người bình tĩnh, Thái Sơ Thần Văn tôi giải thích một chút, rất nhiều người chỉ biết Thái Sơ Thần Văn đáng sợ, không biết lai lịch Thái Sơ Thần Văn. Diệp Bạc cũng là tĩnh tâm lắng nghe. Thái Sơ Thần Văn của hắn bây giờ là chưa nhập môn, không biết lai lịch của thần văn này. Chương 2162, tranh giành quang minh tâm. Diệp Mặc cuối cùng bình tĩnh lại, Thái Sơ Thần Văn quán bây giờ là chưa nhập môn. Sau khi bình tĩnh, lão giả chủ trì đấu giá hội chậm rãi nói: tương truyền, thần văn khác với thần thông khác là một thần thông chỉ có thể kế thừa. Sau khi Thái Sơ Thánh Đế chết, ông ấy để lại đạo vận chín đường Thái Sơ Thần Văn. Đạo vận chín đường Thái Sơ Thần Văn này anh thấy rồi, lĩnh ngộ rồi thì thành của anh. Nếu chỉ thấy một cái đường Thái Sơ Thần Văn hơn nữa lĩnh ngộ, sau này chỉ là thi triển một cái đường Thái Sơ Thần Văn tuyệt không thể. Vì thiên thư anh thông minh, bản thân lĩnh ngộ đường thứ hai, anh muốn thi triển đường thứ hai thì chỉ có thể tìm Thái Sơ Thánh Đế hoặc vết tích đường Thần Văn Thánh Đế thứ hai mà Thái Sơ Thánh Đế chuyển lại. Lão giả chủ trì đấu giá Sơ Hộp Ngọc tiếp nói: bình thường người khống chế được Thái Sơ Thần Văn trước khi mất mạng đều khắc họa Thái Sơ Thần Văn nắm được để chuyện đời sau. Bất luận qua bao nhiêu lần truyền thừa, tổng số Thái Sơ Thần Văn chỉ còn 9 đường, hơn nữa chỉ là giảm bớt không thể tăng. Nghe lão giả đạo người nói, Diệp Mặc cao mày lòng thầm nhủ cái này hoàn toàn không đúng. Hắn thấy hai đường Thái Sơ Thần Văn, hai đường này không phải do Thái Sơ Thánh Đế tự mình để lại, là người sau đó lĩnh ngộ được Thái Sơ Thần Văn để lại. Nhưng bây giờ đường Thái Sơ Thần Văn thứ ba của hắn là nhìn thấy hình thức ban đầu, thế rằng một khoảng thời gian nữa hoàn toàn thi triển được Thái Sơ Thần Văn thứ ba. Nếu căn cứ như vậy, đừng nói 9 đường, dù là đủ thời gian cho dù là 90 đường, Thái Sơ Thần Văn không phải không thể. Lão giả đạo nguyên chủ trì đấu giá sau khi nói xong thở dài: dù là đại năng viễn cổ Thái Sơ Thánh Đế cũng mất mạng trong tay người khác, cho nên thần thông chỉ là một loại thủ đoạn chứ không phải kết quả sau cùng. Được rồi, hôm nay nói nhiều quá, giờ đặt vào chủ đề chính. Một đường Thái Sơ Thần Văn trong tay tôi chính là do Thái Sơ Thánh Đế để lại. Giờ mời các vị đấu giá. Một số người muốn có Thái Sơ Thần Văn lập tức nhớ tới hai cái quả đạo quả Thái Sơ Thần Văn xuất hiện lúc trước. Giống như mọi người đều đoán, người có Thái Sơ Thần Văn đạo quả chắc chắn mua đường này bằng bất cứ giá nào. Những Thánh Mơ Đế muốn mua Thái Sơ Thần Văn kia lòng đang nghĩ, một khi mua được Thái Sơ Thần Văn sao mới có thể mua hai cái đạo quả. Thái Sơ đạo văn quả là của Diệp Mặc. Diệp Mặc cơ bản không định mua được Thái Sơ Thần Văn. Hắn biết rõ lão giả đạo nguyên chủ trì đấu giá rõ ràng không nói khoác,
lời lão chắc chắn là sự thật. Nếu lời lão là sự thật, Thái Sơ Thần Văn sau khi Thái Sơ Thánh Đế để lại quả thực không thể diễn sinh ra, nhưng mà tam sinh quyết của hắn nghịch thiên, phá vỡ quy luật của Thái Sơ Thần Văn diễn sinh thần văn mới. 1 tỷ thần tinh, một cái thần linh mạch thượng phẩm, sức hấp dẫn quả là ác liệt. Báo giá đầu tiên là vượt qua thứ khác. 1 tỷ 500 triệu một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. 2 tỷ chưa tới lửa tuần hương giá của đường Thái Sơ Thần Văn. Cũng là đến 2 tỷ 400 triệu thần tinh. Một cái đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Không ai biết báo giá ai có được Thái Sơ Thần Văn hay không, vì báo giá trong này toàn bộ đều là người bí mật báo giá. Diệp Bạch nhìn thấy không ngừng leo thang, lại thờ, hắn biết cho dù có người mua được Thái Sơ Thần Văn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được. Công Dương An là ví dụ. Trong thần phần vực có nhiều thánh đế kinh tài tuyệt diễm, hai đường Thái Sơ Thần Văn đó không phải trong thần phần vực vô số năm sao, cũng chưa thấy ai lĩnh ngộ được hai đường đó. Chỗ gian nan nhất của Thái Sơ Thần Văn không phải lấy được mà là lĩnh ngộ. Diệp Bạch chắc rằng hắn không tu luyện tam sinh quyết, muốn lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn cũng không thể. Càng được có nói đến sau khi lĩnh ngộ được Thái Sơ Thần Văn là diễn sinh được Thái Sơ Thần Văn mới. Lại một tuần hương nữa trôi qua, giá của Thái Sơ Thần Văn là cố định mức 3 tỷ 4. Một cái đoạn thần linh hoạch thượng phẩm, giá này không ai tăng thêm. Nhưng Diệp Bạch biết cái giá này quá cao, Thái Sơ Thần Văn cùng nắm là chỉ đáng giá 3 tỷ thần tinh. Giờ sở dĩ nâng đến giá cao như vậy là rất nhiều người cho rằng sau khi lấy được Thái Sơ Thần Văn chắc chắn biến thần thông của mình là sự nhập lẫn. Hơn nữa, Thánh Đế lấy Thái Sơ Thần Văn kia ra bán, Diệp Bạch nghi ngờ là vì gã không thể lĩnh ngộ được, bất đắc dĩ mới bán ra. Lão già đạo nguyên chủ chỉ đấu giá chắc chắn biện chuyện, nhưng mà lão không có nói ra mà thôi. Lão nói được, có thần thông chỉ là thủ đoạn, đồng nghĩa với việc nhắc nhở người khác đừng có tăng giá mù quáng rồi. Nếu Thái Sơ Thần Văn thực sự mua được là có thể biến thành thần thông của mình. Đừng nói 3 tỷ 400 triệu, dù là tăng với 10 lần thì giá đó cũng không cao. Rõ ràng những thánh đế trong này không phải thằng ngốc. Rất nhiều người đoán Thái Sơ Thần Văn rất khó để lĩnh ngộ, hoặc biết Thái Sơ Thần Văn rất khó lĩnh ngộ, giá Thần Văn mới không thể tăng tiếp. Không có tiền hữu là tăng giá, vậy Thái Sơ Thần Văn bán cho vị tiền hữu kia với giá 3 tỷ từ cộng một cái đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Sau khi lão già đạo nguyên giải quyết dứt khoát, Thái Sơ Thần Văn bị người ta lấy đi. Nhiều người nghi ngờ người xa giá kia là Diệp Mặc từng lấy Thái Sơ Thần Văn đạo quả. Chỉ có bản thân Diệp Mặc biết Thái Sơ Thần Văn không phải hắn mua, đến một lần ra giá cũng không có. Ra hiệu cho hiện trường an tĩnh, lão già đạo nguyên lấy hộp ngọc. Thần thức Diệp Mặc lập tức chú ý tới lão già hộp ngọc lấy ra. Dù là lão già đạo nguyên chưa nói gì, Diệp Mặc lòng dù nên chắc chắn thứ này là Quang Minh Tâm. Quang Minh Tâm dù bị cấm chế trong hộp ngọc chế trụ đạo hỏa, đạo vận hỏa hệ tàng thương vô cùng, thậm chí khai tiền tích địa, Diệp Bạch cảm giác được. Đạo vận không có cực nóng, nhưng khiến đầu óc người ta cảm giác cực nóng tuyệt đối là thứ không thể nói thành lời. Vốn dĩ Diệp Bạch cho rằng Quang Minh Tâm nhất định là lấy ra cuối cùng, không ngờ mới diễn ra được một nửa đã thấy Quang Minh Tâm. Bởi vậy thấy được mấy thứ sau cũng không kém Quang Minh Tâm. Lão già đạo nguyên giờ hộp ngọc ngữ khí nghiêm nghị, đây là bảo vật tiên thiên Quang Minh Tâm. Ngoài một số người xuất thân tán tu nhìn Diệp Bạch không biết Quang Minh Tâm thật là gì, ít ỏi, thậm chí không có. Lão già đạo nguyên nói ra đến bà chữ này là hội trường đấu giá là cực kỳ náo nhiệt, còn mang theo khí tức tiêu sát. Rõ ràng những người này đến đây là vì Quang Minh Tâm, không phải một hai người. Diệp Bạch cho dù là ở trong phòng thuê cũng cảm nhận được tiêu sát chi khí ác liệt. Biết mình muốn có thứ này e rằng không đơn giản. Chỉ cần có Quang Minh Tâm, không bị hắn mua được, hắn cũng đừng mong nhìn thấy cái thứ này. Những cái thánh đế tới đây tham gia hội đấu giá, không ai là nhân vật đơn giản. Những người mua Quang Minh Tâm tuyệt đối không dễ dàng để Quang Minh Tâm vụt vào tay mình khỏi. Quang Minh Tâm cũng là do người khác ký gửi hội đấu giá, cho nên giá các vị chưa phân cao thấp do chủ nhân Quang Minh Tâm quyết định. Giờ tôi mở hộp ngọc để mọi người nhìn một chút. Lão giả đạo người nói xong mở hộp ngọc, một cái loại ánh sáng cực sáng mãnh liệt tứ phía tỏa ra. Loại ánh sáng này thậm chí là mang theo khí tức đạo vận.
hào hùng giống như nước lũ cực nóng của đại hồng thủy. Nghiền ép trong thức hải của mọi người, rất nhiều thanh đế có mùi lực kỳ dị biết đây thực sự là quang minh tâm. Nguyên liệu tiên thiên quả là đáng sợ, Dê Mặc Long giật mình cũng là lần đầu tiên thấy nguyên liệu tiên thiên. Tiểu thanh trong tử phủ lập tức không nghiền, không ngừng truyền khí tức ra ngoài, cho Dê Mặc nó muốn quang minh tâm. Nếu không phải Dê Mặc không cho phép, nó không chừng sống ra ngoài cướp lấy quang minh tâm. Dê Mặc sau khi để tiểu thanh bình tĩnh cũng hạ quyết tâm nhất định phải lấy được quang minh tâm. Hơn nữa lấy được, hắn lập tức rời hư thị, dù chắc rằng mấy thứ sau cũng là bảo vật kinh thiên. Nhưng một khi lấy được quang minh tâm, ở đây tiếp tục quan sát thứ kia quả là nguy hiểm. Quang minh tâm cũng xem rồi, mời mọi người đấu giá. Lão giả đạo nghe nói ra giá sàn, mọi người cũng biết thứ này tuyệt đối không thể có giá sàn, người nào ra giá cao thì đấy được. 2 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Báo giá thứ nhất liền biến bảng thị. Bảng biểu thị quang minh tâm tuyệt đối là siêu biệt hơn mấy thứ đồ trước. Sẽ mặc nhíu mày, người tổng cộng có 2 tỷ thần tinh. Căn cứ giá này đừng nói lúc trước hắn không nhận sự giúp đỡ của hình hồng, dù nhận rồi cũng không thể lấy được. 2 tỷ 500 triệu, 2 đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Báo giá thứ hai cao hơn rất nhiều. 1 tỷ thần tinh, 1 đoạn thần linh mạch cực phẩm. 2 tỷ thần tinh, 1 đoạn cực phẩm. Giá càng lúc càng tăng, rất nhiều người xem đó nhiệt thầm hổ thẹn. Những cái giá được người ta báo ra bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa thấy, nói chi là có. Dê Bạc biết rõ nếu tiếp tục hắn lấy thứ của mình tối đa cũng không thể lấy ra được quang minh tâm. 1 tỷ thần tinh, 1 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 1 đạo quả hoàng trung lý. Khi giá xuất hiện hiện trường, đấu giá yên lặng, hồi lâu không có giá nào mới hơn. Hoàng trung lý là vật gì? Một trong thập đại linh căn. Đạo quả hoàng trung lý giá là cao bao nhiêu? Dù giá một cái đạo quả hoàng trung lý là không kém quang minh tâm. Lúc trước tình không liền lấy ra đấu giá, dù là trên mặt giá trị cũng không thấp hơn hoàng trung lý. Nhưng đó là trên mặt giá trị, còn thực sự lấy hoàng trung lý ra so sánh, không ai muốn chọn tình không liền.